Chào mừng các bạn trở lại kênh YouTube Sư Phó Phú Mỹ. Hôm nay một chuyên mục ẩm thực sau hơn 3 tháng không được ra ngoài. Hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2021. Mình review cho các bạn xem hai tô bún bò vừa mới chạy ra ngoài đường mua được ngay gần nhà mình, đường Hoàng Quốc Việt các bạn. Hoàng Quốc Việt, quán bún của người Hà Nội. Rồi các bạn theo chân mình xem vlog mình đi dạo quanh đường phố, xem hôm nay chuẩn bị ngày mai là 1 tháng 10 sẽ được nới bỏ các rào cản và người dân sẽ được đi làm lại, từ từ mở cửa lại. Let's go. Thôi mời các bạn theo chân mình đi nhé. Không biết các bạn như thế nào, có cảm giác gò bó, bứt rứt và khó chịu không? Hôm nay được sổ lòng xách xe máy chạy đi ngoài đường, một cảm giác rất là đã thôi các bạn, cảm giác rất là lân lân, được tự do như con chim được sổ lồng tung cánh bay. Đường xá buổi chiều Erathao khoảng 5 giờ chiều, người dân cũng bắt đầu được đi tập thể dục, không được tập trung quá 100 người, cũng có lác đác vài người đi bộ chơi thể thao các bạn ha. Khu dân cư Erathao đã tiêm xong vaccine lô mới nhất là mũi 2 cách đây một ngày rồi, đang tiêm nửa chừng thì nó hết vaccine đó, thì cái lô A3 cuối cùng sẽ được tiêm chung với lô bên Beleza cũng gần đây thôi, bên phường Phú Mỹ chung phường luôn. Còn tất cả các lốc khác đã tiêm xong hết, không có vấn đề gì ha trong quá trình tiêm. Hy vọng tiêm đủ mũi 2, đây là vùng xanh, vùng 7 là vùng xanh, hôm nay thì cũng ngày mai bắt đầu 1 tháng 10 thì mọi người bắt đầu trở lại cuộc sống, công việc, những hàng quán nào sẽ được mở thì mời các bạn đọc bản tin tức này nhé. Thành phố Hồ Chí Minh mở lại dịch vụ du lịch, cắt tóc gội đầu, thể thao ngoài trời từ mùng 1 tháng 10. Theo chỉ thị mới của Thành phố Hồ Chí Minh, hàng loạt hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ được phép mở lại từ ngày mùng 1 tháng 10. Thành phố hướng tới sử dụng một ứng dụng, mã QR thống nhất trong quản lý. Sáng ngày 30 tháng 9, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố chỉ thị mới của Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Theo chỉ thị mới của Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương này từng bước khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội, mở lại hoạt động khu vực sản xuất, dịch vụ. Từ mùng 1 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh. Việc nới lỏng sẽ được triển khai từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn theo phương châm an toàn là trên hết, an toàn tới đâu, mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn. 14 nhóm hoạt động được mở lại Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu, mọi hoạt động được phép mở lại cần dựa trên nền tảng sử dụng các ứng dụng do Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố triển khai để cung cấp thông tin dịch tễ cho người dân, phục vụ công tác quản lý. Tất cả các cơ quan, đơn vị nhà nước, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động trên địa bàn phải đăng ký mã QR tại địa chỉ http://antoancovid.thanhphohochiminh.gov.vn. Đến ngày 15 tháng 10, các đơn vị quét mã QR của toàn bộ người đến liên hệ công tác, giao dịch và sử dụng ứng dụng để kiểm soát và tổ chức hoạt động. Khi đáp ứng những yêu cầu trên cùng những quy định về công tác phòng chống dịch bệnh, Thành phố Hồ Chí Minh cho phép 14 nhóm hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ được mở lại sau ngày 30 tháng 9 gồm: các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, công viên phần mềm Quang Trung, cụm công nghiệp và trên địa bàn quận, huyện, thành phố Thủ Đức; doanh nghiệp, hợp tác xã thương mại dịch vụ, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình sản xuất kinh doanh nông lâm, ngư nghiệp, dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, cơ sở thú y, đối tượng hành nghề thú y, công trình giao thông, xây dựng, cung cấp lương thực, thực phẩm, trung tâm thương mại, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa, chợ đầu mối, chợ truyền thống, dịch vụ xăng dầu, ga, hóa chất, điện, nước, nhiên liệu, vật liệu, dịch vụ mua bán, sửa chữa, bảo trì xe, máy móc, thiết bị dân dụng, công nghiệp, dịch vụ quản lý, vận hành, bảo trì, sửa chữa, ứng dụng hệ thống hạ tầng, trang thiết bị của các cơ quan, tổ nhà, chung cư, dịch vụ công ích, dịch vụ bảo vệ, trạm thu phí sử dụng đường bộ, dịch vụ tư vấn xây dựng, dịch vụ vệ sinh môi trường, dịch vụ quan trắc và xử lý môi trường, dịch vụ giới thiệu việc làm, dịch vụ cưới, hỏi, dịch vụ rửa xe, dịch vụ tang lễ, dịch vụ tiện ích công như cấp thoát nước, công viên, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, giao thông vận tải, hoạt động của văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong và ngoài nước, chi nhánh thương nhân nước ngoài tại thành phố.
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, logistics và bổ trợ doanh nghiệp, người dân, chứng khoán, dịch vụ cầm đồ, bưu chính, viễn thông, in xuất bản, báo chí, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, sử dụng dịch vụ giao hàng trực tuyến, doanh nghiệp lịch, cửa hàng sách, thiết bị văn phòng, đường sách, thư viện, phòng tranh, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, đồ dùng, dụng cụ học tập, công nghệ thông tin, thiết bị tin học, cửa hàng điện máy, cửa hàng mắt kính, cửa hàng thời trang, may mặc, cửa hàng vàng bạc đá quý và đồ trang sức, kho dự trữ, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chỉ được bán hàng mang đi. Đối với nhà hàng trong các cơ sở lưu trú, cơ sở nghỉ dưỡng, tham quan du lịch chỉ được phục vụ tại chỗ cho khách lưu trú, tham quan, không tổ chức buffet. Cơ sở kinh doanh dịch vụ cắt tóc, gội đầu được hoạt động tối đa 50% công suất. Các hoạt động xúc tiến thương mại bao gồm hội chợ, triển lãm, hội nghị, sự kiện kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, hoạt động trong nhà tập trung tối đa 10 người. Rồi, tới quán bún rồi các bạn ơi. Mình đi mua bún, mình cho các bạn nghe bản tin tức chút xíu. Chút xíu nghe tiếp ha. Rồi mình mời các bạn vào xem quán bún Mộc tại Hà Nội. Ở đây bún bò rất là ngon. Mời các bạn theo chân mình nhé. Nó bán gì anh? Bún Mộc hả? Bún Mộc với gì, bún gì nữa? Cái bún Mộc, bún bắp bò đi. Bún bắp bò không thôi. Tô 45 đi, bún bắp bò tô 45 lấy 2 tô mang về. Cho nhiều bún chút ha. Cho vô bịch là được rồi. Rồi cảm ơn anh. Đó các bạn xem đường phố cũng khá vắng vẻ. Hoàn cảnh quán bán mang về phục vụ mùa Covid nè. Không một bóng người luôn các bạn. Quán chỉ bán mang đi thôi nha. Đây là thực đơn của quán cho các bạn xem. Quán này trên đường Hoàng Quốc Việt cũng khá gần nhà mình. Chạy ra đây mua thực phẩm thiết yếu rồi đi về thì tổng chốt bình thường đó các bạn ha. Đó, rồi họ giao ra cho mình thì mình đưa tiền cho họ xong rồi lấy cái chai này xịt khử khuẩn để mang về. Thối tiền thì cũng xịt tiền luôn nha các bạn để tránh lây lan virus. Lâu quá mới được cảm giác đi mua đồ ăn mang về đây các bạn ơi. Rồi các bạn nghe theo tiếp bản tin tức cập nhật tình hình ngày mai mở cửa như thế nào nhé. Hợp với tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được tập trung tối đa 70 người. Hoạt động ngoài trời tập trung tối đa 15 người. Trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được tập trung tối đa 100 người. Cơ sở lưu trú, cơ sở nghỉ dưỡng, tham quan du lịch, các dịch vụ khác phục vụ cho khách tham quan được hoạt động tối đa 50% công suất với điều kiện đáp ứng bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch. Các hoạt động khác phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép, được tập thể dục thể thao, tổ chức đám tang, đám cưới ngoài các hoạt động sản xuất, thương mại, kinh doanh, dịch vụ. Thành phố Hồ Chí Minh cũng quy định những điều kiện cụ thể cho 7 nhóm hoạt động khác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân từng bước mở cửa trở lại. Trong đó, các cơ quan, đơn vị nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị nhà nước của Trung ương đóng tại thành phố Hồ Chí Minh được phép hoạt động nếu đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch. Các cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế và văn phòng kinh tế, văn hóa nước ngoài có trụ sở trú đóng trên địa bàn chủ động quyết định phương thức làm việc phù hợp với đặc thù của tổ chức và đáp ứng quy định về biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của thành phố và Bộ Y tế. Thành phố cũng cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân, các cơ sở dịch vụ y tế, các cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế được mở cửa lại nếu đáp ứng các điều kiện cụ thể. Đối với nhóm văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, thành phố quy định việc tham quan bảo tàng được thực hiện nếu đáp ứng bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch. Mỗi nhóm tham quan tại từng khu vực duy trì tối đa 10 người cùng một thời điểm. Những sự kiện biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, thi đấu được tổ chức quy mô tối đa 70 người với điều kiện 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, được cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức. Các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe hàng ngày của người dân được hoạt động. Các hoạt động tổ chức theo nhóm tối đa 15 người. Trường hợp có 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, được hoạt động tối đa 100 người. Đám tang, đám cưới được tổ chức với quy mô tối đa 20 người cùng một thời điểm. Thành phố yêu cầu tiếp tục tổ chức dạy và học gián tiếp trên môi trường Internet, qua truyền hình.
Các đơn vị từng bước củng cố các điều kiện để kết hợp dạy và học trực tiếp. Các loại hình đào tạo cho người đã được tiêm đủ liều vaccine, có thể dạy, học trực tiếp nếu đảm bảo các tiêu chí an toàn theo quy định. Các hoạt động giáo dục, đào tạo cần bố trí hoạt động lệch ca, lệch giờ, không tổ chức tập trung đông, đảm bảo giới hạn về số lượng người tham dự. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự được tổ chức với quy mô tối đa 10 người. Trong trường hợp tất cả người tham gia đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh, các hoạt động được tổ chức với quy mô tối đa 70 người. Hoạt động trong nhà, hội họp, tập huấn, hội thảo được tập trung tối đa 10 người. Trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được tập trung tối đa 70 người. Hoạt động ngoài trời được tập trung tối đa 15 người. Trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được tập trung tối đa 100 người. Quang Huy. Trên đây là các bạn vừa nghe bản tin mình cập nhật từ trang tin tức dân trí.com.vn để các bạn cùng biết ngày mai chính thức là Sài Gòn sẽ mở cửa thông chốt từ từ cho các ngành nghề nào sẽ được hoạt động lại. Và khi chúng ta hoạt động lại như vậy cũng rất là nguy hiểm cho những trẻ em ở nhà chưa được tiêm vaccine. Nên vì vậy các bạn hãy rất là cẩn thận khi đi ra đường, cũng phải mang theo kính giọt bắn, mang theo chai xịt khuẩn tay liên tục ha. Và giữ khoảng cách 5K, không tiếp xúc gần với những người khác. Đó là cách bảo vệ cho gia đình mình tránh được cái con virus chuẩn Delta này rất là nguy hiểm. Rồi cái vlog này mình đi quay ngoài đường phố khu quận 7 nhân dịp mình đi mua đồ ăn thực phẩm để gửi đến các bạn vlog xem cho vui. Và trong quá trình này mình cũng quay một số cảnh đường phố tại vùng xanh, xem rất là lâu rồi cảm giác đi ngoài đường như thế nào. Các bạn xem video vlog này thấy yêu thích video thì hãy đăng ký kênh của mình, thì chuyên review về các dòng xe, du lịch, công nghệ, khám phá đó đây. Các bạn hãy cho mình like, subscribe để mình có động lực làm những video clip mới nhất phục vụ các bạn nha. Rồi mình xuống hầm để gửi xe. Thật là một cảm giác như một con chim sổ lồng khi đi ra ngoài đường. Này xuống tầng hầm mà bảo vệ không có ở đây bấm nữa, bảo vệ đi ra ngoài kia ngồi. Mình cũng đi vô bình thường không cần quẹt thẻ. Trong mùa giãn cách xã hội này mọi thứ đều rất là mới mẻ. Cảm giác sau hơn 3 tháng giống như là bị giam lỏng, cảm giác rất là khó tả. Thôi lên thang máy với bịch bún bò chuẩn bị mua về cho vợ ăn. Lâu lắm rồi mới có cảm giác này. Khi đi thang máy các bạn cũng nhớ xịt khuẩn tay liên tục khi tiếp xúc với những cái nút bấm trong thang máy này. Trong đợt Covid này nó sẽ lây qua những cái nút bấm đó, nên mình cũng lúc nào cũng phải mang theo chai xịt khuẩn liên tục, xịt đi đến đâu cũng xịt. Về đến nhà rồi, chuẩn bị vào nhà thôi các bạn ơi. Chung cư Eratown của mình cũng rất là nghiêm ngặt, khử khuẩn thường xuyên và đã tiêm chủng đầy đủ cho bà con cư dân. Rất là an toàn, cảm ơn phường Phú Mỹ, tổ y tế và các tình nguyện viên đã tổ chức. Đây, bún bò quá ngon luôn. Bây giờ mình review cho các bạn xem hai tô bún bò mới mua tại quán, đem về khui ra bỏ vô tô. Có một bịch rau và có bốn bịch tỏi bằm nè, với nước mắm ớt nè. Lần đầu tiên được ra quán mua về đem về ăn rồi chuẩn bị xịt thôi. Sau 3 tháng rồi mới có cảm giác được ăn ngon như vậy. Nhìn từng cục thịt nó đã không? Quá đã luôn.